Ngày 20 tháng 11, xe ô tô khách đi đón dâu do tài xế Trần Trọng Nhân điều khiển đang lưu thông trên cầu Rạch Miễu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ bị Lê Trường Hận chở em ruột là Lê Trường Phú Quốc đi xe máy dùng ná thun ba lần bắn đá vào đầu xe khách rồi dùng mũ bảo hiểm và gạch đá đập bể kính chắn gió xe khách. Khi tài xế Nhân mở cửa bước xuống thì bị đối tượng đánh bị thương. Lúc này, nhiều hành khách lao xuống cùng người dân khống chế bắt trói hai đối tượng giao công an. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe máy của cả hai có một túi sách gồm đèn pin một bịch bả chó một ná thun hai con chó đã chết sau đó một người dân đã đến xác nhận là chó của ông vừa bị mất để đám cưới được tiến hành xuân sẻ công an thành phố mỹ tho quyết định cho đoàn mượn xe ô tô khác của đơn vị để tiếp tục hành trình rước dâu đồng thời tạm giữ hai đối tượng để điều tra làm rõ